đâu quay tròn 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 ủ rũ mệt nhoài TikTok. Miệng thì ngáp ngáp ngáp, mắt nhắm mắt mờ TikTok. Không muốn làm, không muốn làm. Lời đầu ế oái sau giờ trưa, hãy uống tăng lực vị cà phê quất cấp 247. Hương vị đậm mạnh từ tăng lực giàu năng lượng và cà phê in tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lời đầu ế oái sau giờ trưa. Wake up 247, đập tan lời đầu ế oái sau giờ trưa. Gia hạn ngày ưu đãi hay, giảm ngay 40.000 đồng khi thanh toán dịch vụ VTV Cap qua ví Momo. Xem VTV Cap thả ga, thanh toán VTV Cap mượt mà, nhận nhiều ưu đãi cùng Momo. Mở Zalo thanh toán cước VTV Cap ngày để nhận ưu đãi đến 60.000 đồng. Bước 1, mở ứng dụng Zalo và quét mã QR hiển thị trên màn hình. Nhận ngày phiếu giảm giá lên đến 50.000 đồng. Bước 2, nhập mã khách hàng để tiến hành thanh toán. Làm theo các bước hướng dẫn để thanh toán hóa đơn. Hoàn tất thanh toán hóa đơn để nhận ngày 10.000 đồng trực tiếp vào ví Zalo Pay. Thanh toán cước VTV Cap trên Zalo, dinh ngay ưu đãi. VTV Cap, nhà mạng đầu tiên khu vực châu Á Thái Bình Dương ra mắt TV Key Cloud. Dịch vụ xem trực tiếp truyền hình số độ nét cao VTV Cap trên TV Samsung. Kích hoạt đơn giản từ điều khiển TV để xem hơn 200 kênh truyền hình, gần 100 kênh HD sống động, chất lượng sắc nét, tín hiệu ổn định. VTV Cap miễn phí hòa mạng, lắp đặt, trang bị vật tư, tặng đến 3 tháng sử dụng dịch vụ. Khi khách hàng đăng ký dịch vụ VTV Cap trên TV Samsung, tích hợp hệ thống TV Key Cloud. Thông tin chi tiết liên hệ 1900 1515. Cúp chiến thắng sẽ tiếp tục là sự kiện thể thao lớn của năm 2022 với nhiều hạng mục vinh danh: nữ vận động viên của năm, nam vận động viên của năm, vận động viên trẻ của năm, huấn luyện viên của năm, chuyên gia nước ngoài xuất sắc, đội tuyển của năm, đồng đội của năm, vận động viên người khuyết tật của năm, vận động viên được yêu thích, thành tựu trọn đời, hình ảnh ấn tượng của năm. Cúp chiến thắng, giải thưởng tôn vinh những vận động viên, huấn luyện viên, đội tuyển xuất sắc của thể thao Việt Nam do VTV Cup, Tổng cục Thể dục Thể thao và Việt Content Sport phối hợp tổ chức. Khán giả đang theo dõi chương trình Hội quán ngoại hạng của truyền hình K Cộng. Như thường lệ, cứ thứ bảy hàng tuần, Huyền My sẽ mang ngoại hạng Anh trở lại với quý vị khán giả cùng với những trận đấu hấp dẫn. Mà thật ra thì ngoại hạng Anh luôn hấp dẫn và kịch tính. Nhưng để không khí vui vẻ và gần gũi hơn, thì Huyền My đã mời đến đây những vị khách mời. Và như quý vị